thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang đứng ở trong cái khu du lịch Hạ Long Bay thuộc Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Và như quý bà con đang nhìn thấy ở đây là phía đằng trước chúng ta là đồi núi và có một số căn biệt thự cũng như khách sạn, khu du lịch ăn uống du lịch ở trong Hạ Long Bay rồi. Ở trên này thì quý bà con cô bác đang nhìn thấy cái trụ cột của cái cáp treo. Đấy. Cáp treo này thì cáp treo nó xuất phát từ điểm đầu kia. Đấy, nó đi thẳng đi thẳng đến cuối Hạ Long Bay luôn. Ở kia là cái khách sạn xanh xanh, kia là khách sạn Mường Thanh của Quảng Ninh. Cột này khá là cao quý bà con cô bác ạ. Hiện giờ là 2 giờ hơn, thành ra là cũng là một cái ngày trong tuần thôi, nên du khách và khách tham quan ở trong này cũng không thấy. Và mến thưa quý bà con, hôm nay cũng không phải là cái mùa du lịch, mùa này cũng là tháng 11 dương lịch rồi, thành ra là du khách ở đây là hầu như không có, chỉ có một số cái đoàn nhỏ về với Hạ Long Bay thôi. Thì ở đây thì trong khu Hạ Long Bay này thì xây dựng rất là nhiều. Thì bây giờ Minh Toàn sẽ mời quý bà con cô bác chúng ta hãy đi đến trước mặt chúng ta là cái điểm đầu tiên là cái cảng hành khách quốc tế Hạ Long. Đấy, Minh Toàn sẽ đến đấy. Và khi quý bà con cô bác về với Hạ Long Bay thì nếu quý bà con cô bác mà ở Quảng Ninh này hoặc là có về Quảng Ninh mượn được xe máy, thuê xe máy đi, thì quý bà con cô bác cũng nhớ là đi đến cái trụ cột của cái này. Đây là cái đường vào mà gửi xe máy. Còn chúng ta đi các đường khác là họ không cho xe máy vào được. Minh Toàn vừa rồi Minh Toàn cũng đi xe máy, thành là Minh Toàn phải đến cái cửa ở cổng này mới được vào. Đây, như bà con cô bác đang nhìn thấy là một số cái đoàn khách nhỏ thôi về với Hạ Long Bay, như các xe này. Đây, Minh Toàn sẽ đi đến cái cảng hành khách quốc tế. Khi chúng ta đi Hạ Long thì chúng ta vào cái cảng này để chúng ta ra vịnh Hạ Long. Trong này thì bố trí sân rất là rộng, nhưng chúng bà con các bác cũng biết được là khu du lịch Hạ Long Bay nó nổi tiếng như thế nào. Các cái bãi này vừa là sân vừa là bãi đỗ xe. Ở đằng trước này là không được lý lỗi này. Minh Toàn tìm cái lối vào chỗ cảng hành khách này mà nghe chừng đi lạc đường trong này rồi quý bà con. Đây, trong này thì bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được là cái vườn hoa, vườn cây ở trong này trông rất là đẹp. Nếu bà con mà vào trong khu Hạ Long này thì đi bộ thì khá là xa đấy quý bà con, thực sự là xa. Hạ Long Bay mùa này thì rất là vắng khách. Đây, quý bà con cô bác có thể nhìn thấy cái cáp treo đang đi ở trên kia. Đó.
Trong này thì như quý bà con biết là nó có các cái biển chỉ dẫn cho chúng ta đi như thế này. Đây là cái lối ra. Đấy. Và nếu mà chúng ta đi, tình hình nếu mà đi bộ như thế này là hơi căng. Nhưng mà Minh Toàn thì ở trong này thì Minh Toàn muốn đi bộ để gửi những cái hình ảnh mà gần gũi nhất đến quý bà con của bác về Hạ Long Bay. Chị ơi, chị cho em hỏi nếu mà muốn đi xe máy trong này thì là phải đi cổng nào vào được chị? Vâng. Vào còn lại là các người mà đang đi xe máy ở trong này là công nhân ở trong này là mới được đi xe máy vào. Yeah. Thế bây giờ đi bộ xuống bãi biển là đi thẳng đường này xuống. Vâng. Mùa này quét như này quét mệt đấy chị nhỉ. Vâng. Phải quét suốt ngày à chị. Vâng. Cảm ơn chị nhá. À, Minh Toàn đang thấy một số người mà đi xe máy vào trong này thì tức là nhân viên hoặc là công nhân đang xây dựng trong này thì mới được để vào. Đấy, trong này các bà con của bác thấy cây xanh hoa trồng rất là nhiều, vì củ rất là nhiều. Ông có các người chăm sóc cây, cắt dọn như chị vừa rồi. Bộ trong này khá là xa. Khu đằng trước mặt với bà con của bác là cái khu đấy, khu vui chơi giải trí. Thấy hoa là thấy xuân rồi, xin đừng bẻ mất một thời sắc hương. Cảm ơn quý khách. Câu thật rất hay.
Wow, khả năng là ở trong này là mình toàn là sẽ gửi đến quý bà con cô bác vào một cái video tiếp theo. Chứ bây giờ là nghe chừng đi trong Hạ Long Bay này là đi bộ là hơi mệt. Không phải là mệt mà là đi bộ rất là mất thời gian của bà con cô bác. Mình toàn phải tìm một cái phương án để mình toàn đi xe máy hoặc đi xe vào đây để mà quay lại những cái video mới gửi đến quý bà con cô bác. Chứ như này rất là mất thời gian của quý bà con cô bác rất là nhiều. Xin chào quý bà con cô bác, hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những video tiếp theo nhé.